Chào các bạn nha. Trưa nay Úc Phu chủ nhật được nghỉ, nên nhà làm món lẩu mắm. Cá này Úc Phu nó ướp rồi. Cái ướp này gì? Mỡ thơm hả? Ướp tỏi phi với xả thôi à, cho nó ấy cái mùi thôi à. Tỏi phi với xả à. Rồi đây là tím. Không thiếu món này, cà tím như đây, mắm này mắm gì? Cá linh hả? Chắc cá linh đó, mắm cá linh đó. Bây giờ mình bấu nấu lên cái bếp lửa nè. Bỏ nồi vào cho nước sôi. Đổ cái này vô cho nó sôi để nó không có gục, mình lược lấy nước cốt của nó. Hồi cho nó sôi rồi bắt đầu mình lược nó, mình lấy nước cốt nó các bạn. Vậy trong thời gian chờ đợi này mình giúp Thu ra theo vườn hái bông lục bình luôn. Bông bình mà chấm lẩu mắm là thôi ngon nhất nách luôn. Thôi để đi cho nó sôi, nó sẽ gục xương ra. Rồi để cho sôi đi cho nó gục xương ra, hồi vô vớt. Giờ mình với Úc Thu ra sau vườn thôi, hái bông lục bình. Hả? Gà mà đeo, leo cây dừa nó đẻ hả? Giờ nắng quá trời luôn. Mình mới đi thăm bãi rắn về. Đâu? Hả? Ngộ trời. Để mình quay bạn chuyện lạ có thật. Con gà đẻ ổ trên cây dừa mình nè. Bạn thấy gà đó lú đầu á, quay ổ nó đẻ đó. Úc Thu hay mày. Đâu thấy được hay vậy? Đó đang đẻ đó bạn. Đó là bác không? Rồi để cho đẻ đi. Rồi đi hái đâu bông bình. Ôi trời nó bay rồi. Nó bay rồi. Úc Thu làm quá nó bay luôn. Có trứng nào chưa? Có trứng nào không? Cái chiều cao mày khiêm tốn quá mà. Như chưa mày ơi. Hả? Chừng té đó. Có không? Mới có trứng vừa ấp mày tào lao. Mới làm ổ. Đó vừa trái rồi. Chiều nay mình không phụ đốn vô uống à. Ngày nắng nồi uống mới vừa mát. Độ ve kêu kinh khủng. Đấy, mình nhúc khô bây giờ ra sao vườn hái mấy bông lục bình nữa à. Bông lục bình là chấm lẩu thôi ngon thôi chịu nổi. Dạ rồi gà nó bay tùm lum hết trơn. Ve kêu quá vậy, kêu mấy gà đi chỗ nào cũng ve, nó kêu kinh khủng hè nè. Mà ve vậy nó không phải giống như con ve hồi xưa các bạn, ve chập ba lửa luôn á. Hồi xưa kiếm con bắt lúc nhỏ bắt chơi á cho nó kêu á, kiếm con đỏ mắt luôn. Còn giờ thôi quá trời hả. Bữa tao thấy sao, cầm câu thấy sao nhiều lắm, nó bông bông súng mà. Giờ nắng chang chang luôn nha, cho vườn hái bông bình. Tại mình đi bạn gắn mới về. Ủa cây mai các bạn thấy không? Cái mai xây vườn, cái mai chập bá luôn à. Cái nào bứng ra trước bán, ủa bứng trước trồng. Cái 12 cái ngột hả? 12 ngột của ba rồi đó, ông đặt ếch nè. Ôi cái sạc chết quá trời luôn. Ôi ủ quá. Nói chiều nay làm chấm lương người ta. Chết quá trời. Này các bạn thấy không? Ủ quá. Bữa nay dính hai gắn nước nhỏ nè. Không mất. Sao ông ba không bỏ đây ta? Ủa nó cuốn vô tay rồi. Còn tay để đây. Ủa nó không quên nha. Hồi vô nói ổng cuốn. Bữa bị ếch nè, ếch nó kêu bắt cặp đó à. Mà cuốn không dính ếch thì dính cái sặc thôi. Con cá chết xịn ổn để chịu nói ba ổng vô ra ổng cuốn rồi. Bữa tao thấy tao bẫy chuột cống thấy sao mà. Bữa tao bẫy chuột á, tao thấy bông sao quá trời luôn à.
Ồ, có mấy bông rồi các bạn ơi, mà giữa mương nữa, phải nhiều nhiều loại ra mình hái luôn. Này không đủ nhét cái kẻ găng nữa. Bữa đó mình bẫy chuột thấy nó bông nhiều quá trời, sao tàn hết sao, sao hết ơi. Nắng rồi quá không nở, đây có mấy bông khoảng chục bông à, bạn thấy không? Nó tàn hết trơn rồi. Quá trời con mát luôn rồi. Kinh khủng không? Bông nó nở tàn hết rồi sao rồi. Bữa đó mình bẫy chuột mình thấy nhiều lắm. Vườn này vườn sau nhà mình nè. Được có mấy bông khoảng chục bông mà ra lộn người đó không đủ nhét cây răng, không ướt đồ mà không được, không đủ nhét cây răng nữa, người ăn người nhịn nữa. Tiếc quá. Dạ. Ngồi nó ăn kinh khủng, ăn chịu đời nổi nó. Lội mệt quá. Khát nước nữa. Này rau cần nè, các bạn coi nhà mình ở cái gì cũng có tú cuốc sao vườn rau cần. Đẹp không? Cần này chấm lẩu thì ngon nhất, nắp hay xào thịt bò, thứ gì chịu nổi. Đây, cái bên này các bạn coi này. Để gắt là quen thuộc, đó là cái bẫy gắn đó mình. Yeah. Nè, nè. Bẫy gắn này chỗ này nè, mình dính hai con rồi đó. Con đầu 800g. Con sau đâu hình như được nửa ký phải. Ui, buồn như con tròn tròn luôn. Bữa đó thấy quá trời bông luôn. Kèo neo. Nè, bông kèo neo dài dài tốt nhàm luôn. Cái tượng cái nơi gọi là kèo neo, cái đó sạn cũng ngon lắm. Thôi buồn như con chuồn chuồn luôn, thôi về đi vô các bạn ơi. Bây giờ vô có bông súng rồi cũng được rồi. Ồ vô thôi. Này cái này mắm rồi bạn, ông Thu mới lượt ra nè đó. Bây giờ đang làm gì vậy Thu? Phi xả hả? Xả ớt nè. Đó, cái này mình phi xả với ớt, nó thơm mà. Lấy miếng dầu vô phi nữa. Ui, thơm nực nồng luôn. Quá thơm. À, phi xong bắt đầu mình đổ cái mắm lượt á. Lượt xong á bắt đầu mình đổ ngược lại. Thơm mà đang đổ mình vô. Xèo liền. Đó. Nhìn có vẻ hấp dẫn nè. Tí nữa sau cái mình thả cá. Gấp tiếc là bông lùng bình ra hái được có mấy bông thôi, khỏi hái luôn. Này để hồi sôi hả? Này để hồi sôi, sôi xong rồi mình để thịt vô. Đấy. Sau khi nó sôi bắt đầu mình bỏ gia vị vô các bạn. Bỏ đường vô cho mắm nó mặn lắm á. Đường bột ngọt, uống một chút mắm. Tí bột ngọt. Mắm thơm nức nồng. Có người thơm người ta nó hôi thúi. Mặn dặn vô đường nữa. Em dặn một chút đường với bột ngọt. Bột ngọt hả? Dặn ngọt hả? Ừ. Ngọt dần nhiều quá ăn không có tốt. Được chưa, vừa chưa? Đó, sau khi mình nêm nếm thấy vừa miệng rồi bắt đầu chuẩn bị bỏ cá vô các bạn. Cá đó cá cha. Cá cha thịt ba rọi. Em bỏ thịt vô chứ. Chừng dần đó, múc vô.
bỏ thịt với mấy cái xương nãy em lóc nè, lóc cáo, bỏ này vô trước, hồi hồi là bỏ cáo vô. Cũng hấp dẫn lắm chứ. Hấp dẫn, hấp dẫn lắm. Mình nhìn em biết ăn ngon hay không. Tại tí cái em bỏ, em sẽ bỏ cá này vô, rồi bỏ cà tím vô là mình xơi. Cái dĩa rau nè. Hãy tiếc, rất tiếc là không có bông lục bình. Đây bắp chuối với bông súng với cà tím. À hãy quên hái rồi muối hết luôn ha. Nóng quá các bạn ơi, 12 giờ mấy luôn, nóng chang chang luôn. Tại mới đi thăm bãi gắn về. Đây cái hũ này, hũ giấm, các bạn biết cái này hũ gì không? Đó, hũ giấm á. Nghe giờ nó kêu quá trời kêu. Thôi ụp. Ồ, thơm phức luôn. Quá đã, có vẻ ngon rồi nha. Chuẩn bị chiến đấu được rồi. Cái gì? Cái này lát mỏng không? Mỏng, lát cho nó mỏng, lấy thịt đó mà. Xương thì mình để vô đó cho nó ra chắc ngọt. Quá thơm, quá thơm. Đừng chơi thu. Đừng tí đi cho thịt nó chín cho. Cá này giờ mình sắp mỏng rồi ăn. Cá cha này mua chợ. Ở mình nhà mình không có hầm cá cha. Hồi trước có. Sau này làm vườn bạn bơm xình bơm cát lên lấp mương luôn. Đó, bây giờ bỏ thịt cá vô. Cái này đúng xíu luôn. Nhìn nào mắm, hấp dẫn à. Bới đỡ, bới đỡ. Ồ. Nhìn sao ụt ụt lên nè. Thơm quá, thơm được nồng luôn, thơm mùi xả, mùi mắm. Mắm là như có người không ăn không quen phải nó hôi. Để sau em bỏ này vô cái lên là mình ăn liền. Cái này là chuẩn bị chiến đấu được rồi. Nhà nó bụng quá rồi. Đó, xoay lên trong xoay rồi bắt đầu mình bỏ cà tím vô các bạn. Nè, xong. Chuẩn bị lên xơi thôi. Không bỏ vô vậy, cà tím dính luôn đó hả? Đâu, hồi mình ăn, ăn bếp ga mà. Bỏ lên bếp ga, kiểu nhúng lẩu à. Chứ mình thấy mình hồi nó trong đó, cà tím nó chín ruột luôn á. Rồi chuẩn bị chiến đấu thôi. Vậy là xong bạn, vậy là mình bỏ lên cái bếp ga, mình ăn gì đó, mình rau gì đó mình nhúng vô nè. Đây các bạn thấy không, nhìn cái nồi quá đã, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá, hấp dẫn. Yeah. Rồi dọn lên chiến đấu thôi. Rồi mời các bạn ăn cơm cùng gia đình mình nha. Bắp chuối, bắp chuối.
Tôi thích mày ngon vậy, tôi bỏ qua anh dịch trong chợ không? Mà sáng lên mua dịch đó mà thấy người ta làm á, cái xong rồi cái con đi, con nói để ngọn con dịch con lấy đi chợ về tới đây ông bà quan hết cái bánh bò luôn. Con hỏi anh Hai dịch con đâu rồi? Con tưởng đâu bớt rồi, chưa lấy nữa rồi, chạy quậy vô chẳng lấy con dịch rồi, mưa hết sức luôn á. Quên thì con á, mình cũng được những cái này nó là lập tức là quên gọi dễ dàng như hạ luôn nhé. Cái đó là bữa nó mua rồi, cái mua, bữa nó
Còn mang cái dảnh đấy, cái bà cũng được. Nó thịt nó giả gì đấy, ăn được chua nó cũng giả luôn. Cái độ nóng nó vẫn lâu rồi. Con lát con lại đây đi. Nó cũng như vậy. Cái này nó hổ bớt. Nó không nhớ gì. Có. Đang chuẩn bị cho bạn nữa nè. Thôi mình cũng xin kết thúc video đây. Chúc các bạn xem video khỏe nha.